xin chào tất cả các bạn nghe chữ nết người chữ viết cũng như con người lúc phải mạnh mẽ cứng cỏi khi lại cần mềm dẻo linh hoạt vì thế rèn chữ cũng chính là rèn tính kiên nhẫn cho bản thân trong khi nhiều người cảm thấy nuối tiếc khi chữ viết tay ngày càng hiếm thấy trong đời sống hiện đại thì thực tế để đi đến sự tiến bộ ngày hôm nay những thế hệ đi trước cũng đã từng trải qua những nỗi tiếc nuối tương tự đối với học sinh sinh viên không chỉ có chữ viết xấu mà còn viết sai lỗi chính tả không biết phân biệt và sử dụng đúng các loại dấu câu lại cẩu thả trong khâu trình bày cho nên bài làm của các bạn nhiều khi bị trừ điểm để không làm mất thời gian của các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ hoa p chữ hoa q và chữ hoa r chữ hoa B, đặc điểm, cao 5 ly, viết hai nét, cấu tạo, nét 1 là nét móc ngược trái phía trên hơi lượng đầu móc cong vào phía trong, giống nét 1 ở chữ B. Nét 2 là nét cong trên, hai đầu nét lượng vào trong không đều nhau. chữ hoa p cách viết nét 1 đặt bút trên đường kẻ 6 hơi lượn bút sang trái để viết nét móc ngược trái đầu móc cong vào phía trong dừng bút trên đường kẻ 2 nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, ly bút lên đường kẻ 5, bên trái nét móc, viết tiếp nét công trên, cuối nét lượng vào trong, dừng bút gần đường kẻ 5. Lưu ý độ công của hai đầu nét cong trên không bằng nhau, phần công bên trái rộng hơn bên phải. chữ hoa quy đặc điểm cao năm ly viết hai nét cấu tạo nét một là nét công kính giống chữ hoa o nét hai là nét lượng ngang như làn sóng chữ hoa quy cách viết nét một đặt bút trên đường kẻ sáu đưa bút sang trái để viết nét công kính phần cuối nét lượng vào trong bụng chữ đến đường kẻ bốn thì lượng lên một chút rồi dừng bút giống chữ hoa à. Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút xuống gần đường kẻ 2. Bên trong nét công thứ nhất, viết nét lượng ngang từ lòng chữ ra ngoài dừng bút trên đường kẻ 2. Chữ hoa r, đặc điểm, cao 5 ly, viết 2 nét cấu tạo nét một là nét móc ngược trái phía trên hơi lượng đầu móc cong vào phía trong giống nét một ở chữ hoa b và chữ hoa b nét hai là kết hợp của hai nét cơ bản cong trên đầu nét lượng vào trong và móc ngược phải nối liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ giống chữ hoa b chữ hoa R, cách viết, nét 1, đặt bút trên đường kẻ 6, hơi lượng bút sang trái viết nét móc ngược trái, đầu móc cong vào phía trong, dừng bút trên đường kẻ 2. nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1. Ly bút lên đường kẻ năm bên trái nét móc viết nét công trên, cuối nét lượng vào giữa thân chữ, tạo vòng xoắn nhỏ giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4, rồi viết tiếp nét móc ngược phải dừng bút trên đường kẻ 2. như vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn viết chữ hoa p chữ q và chữ hoa r mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để trong thời gian tới sẽ có những clip chia sẻ được hoàn thiện hơn nữa và chắc chắn có sự thiếu sót trong quá trình sản xuất clip thì cũng rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn tập viết của mình Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để chúng ta cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19.